khó khăn khi trừ tà cho một cô gái mãi dâm bị ma quỷ xúi dục thoát y. Cha Stephen Joseph Rossetti là một linh mục công giáo người Mỹ, tác giả, nhà giáo dục, nhà tâm lý học được công nhận và là chuyên gia về các vấn đề sức khỏe tâm lý và tinh thần cho các linh mục công giáo. Ngài là giáo sư tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, giảng dạy tại Khoa Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo. Trong 13 năm qua, Ngài cũng là nhà trừ quỷ của giáo phận Syracuse. Đây là bài viết mới nhất của Ngài, Exorcist Diary number 178, Demons of Lust, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 178, Ác ma sắc dục. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Cô A đã có một quá trình trưởng thành đầy rắc rối với các tổn thương về tình dục. Là con của một gái điếm, cô đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Cô trở thành vũ công thoát y tại một câu lạc bộ địa phương. Cô đã bị hãm hiếp nhiều lần. Cô đã bị bán làm nô lệ tình dục, nhưng cô ấy đã trốn thoát. Bất chấp cuộc sống của cô trong thế giới đen tối của sự trụy lạc tình dục, ở cô vẫn tiềm ẩn một tiềm năng to lớn về lòng tốt, thậm chí đến mức anh hùng. Cô ấy có một sức mạnh bên trong giúp cô ấy có thể tiếp tục quay trở lại, mặc dù liên tục bị đe dọa, đánh đập và hãm hiếp. Nhờ các hoạt động tốt của một phó tế, cô ấy đã đến được các buổi trừ tà của chúng tôi. Cô ấy đã hoàn toàn bị ma quỷ chiếm hữu. Cô ấy thể hiện tất cả các dấu hiệu chính, bao gồm nhiều trường hợp về kiến thức huyền bí, phản ứng dữ dội đối với điều thánh thiêng, nói và viết bằng các thứ tiếng nước ngoài mà cô ấy không biết. Khi các buổi trừ tà bắt đầu, cô ấy phản ứng lại rất nhanh và thể hiện những động tác dâm dục thô bỉ và các hành vi khiêu dâm. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho cô ấy dừng lại, nhưng không được. Chúng tôi phải quấn cô ấy trong một chiếc chăn, nếu không cô ấy bắt đầu nhảy múa và thoát y. Vào ban đêm, những con quỷ đang nhập cô ấy liên tục gửi những bức ảnh dâm dục về quá khứ của cô tại câu lạc bộ thoát y. Cả những tin nhắn mang tính chất khiêu khích tình dục và thực hiện những nỗ lực dụ dỗ thô bạo. Trong mỗi trường hợp, tôi đáp lại bằng một lời cầu nguyện và một bức ảnh của Đức Mẹ Đồng Trinh. Cuối cùng, tôi đã tắt điện thoại của mình vào ban đêm để tiếng bíp của tin nhắn không làm tôi tỉnh giấc. Tinh vi hơn, trước và trong, cũng như sau khi phiên trừ tà, những con quỷ thèm khát sẽ tấn công tình dục cả đội và cả tôi. Trong các buổi trừ tà, chúng tôi đã cẩn thận xem ai là những người có mặt trong phòng. Những người khác, những người dường như không ở trong tình trạng được ân sủng, đã cố gắng kết bạn với cô ấy và họ đã đi chệch hướng về mặt đạo đức. Tất nhiên, thuốc giải độc cho thứ tạp chất thô bỉ đó là đức trinh nữ. Chúng tôi liên tục khẩn khoản cầu xin cùng Đức Mẹ. Chúng tôi đã dâng cô A cho Đức Mẹ. Trong mỗi phiên trừ tà, cô A lớn tiếng cầu nguyện đức trinh nữ xin đức tính khiết tịnh và trong trắng. Phó tế đổ hàng lít nước thánh trên đầu cô. Sự thanh tẩy tâm linh này đã gợi lên những tiếng la hét từ những con quỷ. Dừng lại, ngừng lại ngay, mày đang giết chết tao. Có lẽ đây cũng là điều mà thế giới không trong sạch của chúng ta ngày nay cũng đang cần. Đó là dâng mình cho đức trinh nữ Maria. Nhiệt thành cầu nguyện cho nhân đức khiết tịnh và thanh tẩy tâm linh qua các bí tích và á bí tích của giáo hội.